Cô làm câu 1, định dạng tiêu đề bằng Word ảo. Insert Word ảo. Chọn cái này, có bấm rồi chọn Transform như này, rồi Wrap Text cho Top and Bottom. Rồi, heading 1. Border and setting như mẫu. Border and setting đặt điểm dạng đây. Gạch đường trên màu đen, dưới màu đen, tô màu. Heading 1 có một số tự động, heading 2 có hai số tự động, một heading 1, 1.1 heading 2. Các một heading 1 có dạng heading 2. Heading 1 tin 2 người ta không yêu cầu định dạng, cứ để chia cột theo mẫu, chia cột theo mẫu. Phần số 1 không chia cột, phần số 2 chia 2 cột, phần số 2 chọn chia hai cột, bay layout column hai cột, phần số 3 từ 3.1 đến hết chia hai cột. Tin từ 3.1 cho đến hết chia hai cột, dàn ảnh có sẵn lên bề mặt dữ liệu, chú ý có insert caption. Dàn ảnh có hai cái hình, một hình ở đây, một hình ở đây, một hình ở một, một hình ở hai. Picture cách mạng công nghiệp 4.0 thì đã một, 4.0 đã một. Rồi, mẫu square, wrap text square ở phần số 1. Cách mạng công nghệ 4.0
khoe và để reference insert caption hình hai cách mạng công nghiệp. Định dạng rớt kép là ký tự đầu đoạn rớt xuống một số dòng như mẫu. Rớt kép là định dạng nên làm sao khi chia cột này rớt xuống 3 dòng ngay chỗ số 2. Đặt định dạng này insert rớt kép action rớt 3 dòng ok và có đường gạch à, nếu muốn là cái hình cái nó mảnh hơn thì chọn cái đường mảnh hơn ok rớt kép à tô nền thùng nước sên đổ vô vậy thôi. Tạo một lục văn bản và một lục hình. Một lục văn bản reference table content ok. Một lục hình reference table content à reference insert table feature ok rồi mail mở watermark công nghiệp 4.0 màu đỏ 72 background custom test HD Quốc tế trang chẳng lẽ trang lẽ họ và tên trang chẳng không lẽ họ và tên trang chẳng bài kiểm tra vật nâng cao insert HD bay 50 tại vị trí hiện hành. Đây là trang chẳng qua trang lẻ cũng như vậy, đi khỏi bài gọi. Cần trôi về, rồi xong. Dựa trên file danh sách nhân viên và mẫu hợp đồng dùng mail mở đó là
Mail link, chọn danh sách người nhận, dùng danh sách người nhận đã có, lấy cái danh sách đã có. Ok, rồi chèn vào cái field họ và tên, chức vụ không có, thường trú. Chức vụ à, Phạm Mạnh Hùng đi đi, cô quên. Ông bà họ và tên sinh ngày. Mày xin lỗi, họ và tên đây, Phạm Mạnh Hùng mày đãi đi nha. Ở đây bên B, ông bà họ và tên sinh ngày, thường trú, chứng minh nhân dân, ngày cấp,